Ok, ra thì đây. Anh sẽ hướng dẫn em cấu hình NAT. NAT. Router R0 là một đối với server. Tất cả máy tính này dùng trong mạng LAN 192 đúng không? Anh hiểu chưa? Thì tất cả người dùng kết nối internet người ta sẽ NAT overload trên router R0. Tất cả ra ngoài bằng cái địa chỉ IP 133.1.1.1.1. Ưu điểm của NAT overload tức là nó tiết kiệm không gian địa chỉ IPv4. Tăng cường tính bảo mật chỉ cho phép khởi tạo từ trong ra ngoài thôi, từ ngoài không vào trong được. Bước 1 thì đặt IP đã. Interface phát 0.0. Một ba chấm một một chấm một chấm một đúng không? Rồi. Ok chưa? Thằng này nhá, nó từ là một đây. Bình ok. Bây giờ tôi sẽ nát nó cho con này. Absolute 1 Permit IP private NAT đúng không? 192.168.1.0. Phát thiện NAT IP NAT inside thuộc list 1. Tức những thằng nào nằm trong OSI 1 sẽ được NAT ra ngoài bằng địa chỉ interface phát 0.1. Các em thêm từ khóa overload interface phát 0.1 interface phát 0.1 IP NAT ok chưa? Là inside. Vậy từ đằng này tôi sẽ đẩy default ra ngoài 13.11.1.2 đúng không? Con này là dùng modem em á, không chạy được tuyến gì cả. IP root rồi sao đúng không? Con này mà chạy được tuyến nữa thì nó sẽ chạy được tuyến động với các router khác. Vậy từ đây tôi sẽ bình ra ngoài nào. Bình. Wow. Rồi. Nào, bình đến server nào. Chấm mấy nhá? Chấm mấy? Chấm 2 đúng không? 2 chấm mấy? Con này là 2 chấm mấy? 2.2 đúng không? Bình rồi. Rồi đúng không? Đấy. Đây, từ đây đến server này này, nó gửi đến router này đúng không? Ok không? Router này nó NAT overload nó đổi IP nguồn bằng cái IP này. Con để ở đây, con này để ở đây. Con này trả về đây, nhưng con này trả về đến đây thôi nên nó không cần định tuyến vào bên trong. Bình thường em chạy phải định tuyến là 192 thì. Đúng không? NAT overload rồi không cần nữa. Hiểu chưa? Nó lấy IP nguồn là IP này này, và IP nguồn kết nối trực tiếp vào router này rồi. Hiểu chưa? Ok, đây là NAT overload. Kiểm tra nhá. Show IP NAT transition. Đây. Tức ICP inside global tức là địa chỉ IP mà em NAT ở ngoài ấy. Còn outside local ấy, là cái
Outside Global ấy, là cái địa chỉ IP mà em phi tới ấy. Ok, để NAT overlap. Anh em nhỉ?